Ngang thơ thâu tối hữu trung tiên, ngang giả trí thành đăng bảo an nguyện cờ đệ tử đắc bình. Ra từ đầu trích nữ ra từ thoại cô hài hoa hán ngọc trầu trong lâu đài tuổi vừa 18 đôi mười hình dung nhan sắc tựa người tiên cũng lửa nhang nhang đã bên nhà đạo làm từ thánh nguyện trần châu thành tâm bát nước ơi trầu xin cô dừng chèo gác mái
chèo bơi khoan hò dỗ cô đó nước về ba dội đây cô ngủ a đồng ở tình tình ta tình a ta tức tình tình nè ta dưới lại thác hàn ở trên ba bông ba bông ba bông dưới lại thác hàn tàu bè xuôi ngược đốt vàng kêu cô tình tình ta tình a ta tích tích tình ta buồn bán đâu đâu ấy mặc dù ai buồn bán đâu đâu ngày 12 tháng sau rủ nhau mà về tình tình ta. Bốn phương bể lặng sông trong thành thơ lâu ngọc vua phong ân và mẫu đường ngự long long xà rất điệp phút mộng thật mộng thân mộng mộng thấy chiêm mà bao sắc chỉ cô nàng giáng sinh trung tuần đỉnh ngày 12 tháng sau tập tập về tay 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 rõ ràng
chiêm mà bao ý. Phấn son tô điểm má đào anh hùng tài tử lối vào cung tiến dấu lá ngọc mình quyền chẳng quý mượn non nhân nước chỉ làm vui. Dâng gỗ quả non đôi hài dâng hương dâng lược vòng tay quạt ngà chấm đồng hề chấm đồng cô lại thương đồng hề đi. Dưới thủy cung hội yên đêm ngày có lệnh mẫu gọi cô về ngày thác hà thành ra thoáng át tương là gió thu thoáng át tương là trăng soi chín riêng bấy vàng